Hello, come back, welcome to my channel. Video này mình sẽ chơi game Tôm Gôn Rằn. Bắt đầu với kinh tôm nào anh em. Nào, chúng ta sẽ đuổi theo tên trốn ăn trộm vàng này. Nó đã bị hỏng xe rồi và chạy bộ. Đâm vào vạ đường này. À, bị choáng anh em này. Mình đã đâm vào một cái ô tô hơi choáng tí mà mình vẫn chạy được. Chưa bị đâm thẳng, chỉ bị sượt qua thôi. Và có sự kiện nhà sao nhỉ? Đây là một chiếc mũ bảo hiểm của tôm này. Kinh tôm một chiếc mũ bảo hiểm rất là xịn sò luôn. Và đang vác trên lưng mới 500. Rồi hết 500 rồi nhá. Rồi con trồn này nó đánh rơi một quả pháo. Bay qua đây nào. Và một đống luôn. Một thành phố buổi tối. Rất là nhiều vàng luôn. Máy bay này, ui dồi ôi. Né né. Ui dồi ôi. Né. Rất nhiều vàng, trên này không có chiếc này vật thôi, cứ bay nhặt vàng thoải mái thôi. Một chiếc máy bay mạ vàng luôn, đúng là kinh tôm cũng khác. Đẳng cấp khác bọt luôn. Mặc một bộ quần áo xịn sò luôn, mặc một bộ quần áo Azidot. Đây là x2 điểm, x300 điểm luôn rồi. Đi xuống nào mới tiếp và chúng ta sẽ quay lại khu thành phố vào ban đêm này. Mày chạy mày. Trời ơi, đánh rơi 200 vàng ở đây. Và mình đã nhặt được. Nhặt được cửa rồi, tạm thời mất cái lịt. Mất cả cái lịt luôn. Để cái lịt, để con bọc tiền nha anh. Thì con lịt này khó bọc tiền. Sao rồi. Trước mặt mình là x2 vàng nhưng mà chui đúng rồi. Rồi đang có x2 vàng. Mình sẽ tiếp tục nhập thật nhiều vàng mà. Thả tim Victory em. Em buồn đá thì anh xin em. Chui lên nào. Né né. Rất nhiều vàng. Mình đã đến một công viên cây xanh rồi. Ý nhỉ, bay qua phần nóc của taxi này luôn. Rồi vàng là một đống ở sau mình nhặt nhá. Bay qua đây này. Một cái sao nữa này, không được bỏ sót này. Sao rồi, lên nóc tàu nha anh em. X2 điểm. Tiếp tục đầy rất nhiều mấy quả tàu chở đất luôn. Phía trước này con trốn đang nghỉ ngơi nè. Một chiếc kết sắt. Tiếp tục bay vào đây. Một chiếc mũ bảo hiểm nữa, ngon. Lên đây nào. Cầm cầm tèo. Cầm cầm tèo. Ok, xuống đây đi. Bay vào đây. Né, né, né. Lại đến khu công viên cây xanh ở đây rồi. Kéo gần hết mũ mình sẽ đâm vào đây rồi dọn đường nha. Rồi rồi, chính là đâm vào đây. Nào, nhặt xong châm đâm vào cái thùng gỗ này. Rồi. Thêm x2 vàng. Một combo nhặt vàng hoàn hảo. Thêm cái máy bay nữa này hết sảy luôn. Thêm cái nâm châm nữa. Cho máy bay đẹp hơn. Giá chạy khá nhanh vào 700.000 điểm nha. Nào, xuống dưới đường hầm này. Đến khu bay à, thả dù à. Chúng ta sẽ bay trên mấy cái dù lượn này. Ui dồi, khu này rất là khó chạy luôn ấy. Không để ý là sẽ bị đâm vào mấy quả lưu đạn. Hoặc mấy quả máy bay à. Mình đang bay ở mấy cái vực núi. Rồi, mũ bảo hiểm, ngon. Mũ bảo hiểm sẽ bảo vệ an toàn cái đầu của thằng tôm này. Lên nào. Bay qua đây. Tiếp sau này. 500 bút vàng. Úi dồi ôi. Ý toàn. Úi dồi ơi. Mất mũ bảo hiểm anh em này. Né à. Né. Lên nào. Vàng đống luôn. Sao nữa, 5-7 sao à.
bay xong rồi chui xuống đây nào, xuống tiêu bay qua đây rồi 500 ít vàng sắp hết là mình cũng phải kiếm thêm cái nữa. Đây vừa nói xong tuyệt vời luôn, hơn 3.000 vàng anh em ạ, xuống dưới trường hợp nhá. Rồi tiếp theo mình sẽ chơi Mami Tôm. Bắt đầu luôn nào các bạn ơi. Run run. Ta sẽ đuổi theo tên trốn ăn trộm vàng nhá. Kịch bản như cũ, không lệch đâu được. Lên đây. Đấy. Nhảy lên nóc cái taxi ở đây. Sao rồi. Mình sẽ nhặt mấy thỏi vàng này. Nhặt vàng thì còn có tiền xây nhà. Ờ không, nhưng mà nhà của chúng ta đã xây xong hết rồi. Nhặt vàng thì thằng B thôi. Kho kết sắt, hay đó. Vậy là kho kết sắt của chúng ta đã đầy đầy áp rồi. Không thể nhét được thêm cái nào nữa. Phải mở bớt đi mới nhét được thêm. Đi qua đường hầm này mình sẽ đến một thành phố khác nhỉ. Mà trời chúng ta sáng rồi. Sao biển này nhặt luôn. Vàng này. Qua đây nào. Thêm cái 500 út vàng. Phiu. Ôi giời ơi, bị choáng anh em ạ. Rồi, sao biển này, nhặt luôn. Thêm một sao biển nữa. Qua đây. Chú này ạ. Rất là nhiều vàng rồi. Chúng ta đến một công viên rồi. Công viên cây xanh. Một ngôi sao nữa này. Vàng này. Đây là x2 vàng. Đây qua đây. Sao vàng rất là nhiều luôn. Sao tiếp. 18 sao, 19 sao. Đi xuống đường hầm đấy đi. Đến một khu biển biển Tây nha. Đây con trốn nó vừa làm rơi 100 vàng đây. Mình xin luôn. Đó, rất nhiều vàng luôn. Đang có ngay vàng nữa luôn. Mấy thỏi vàng này được tách làm đôi cho chúng ta nhặt rất là nhiều. X2 điểm, ôi không nhặt được rồi, sao quá. Không với được đến anh em. Không thể nào với được tới rồi. Vẫn cỏ vết đường nhưng mà là cỏ cần. Một chiếc máy bay hay lắm, đang có 500. Không có thể làm gì luôn, mình cứ bay thẳng thôi. Vàng sẽ cứ đổ vào túi anh em. Vàng cứ đổ vào túi luôn. Chỉ việc bay thẳng thôi là quá đủ rồi. Rồi, sao hết nhiên liệu anh em ạ. Và Mami Tôm nó phải nhảy dù. Rồi, lên nóc tàu nha anh em. Bay qua đây. Sao, ngon. Úi giời, mà đống vàng luôn. Nào, rồi mình sẽ đuổi ra trên chỗ này, ha ha. Vừa rồi nó lại tiếp tục làm rơi 150 vàng và chúng ta xin luôn. Không thể bỏ lỡ được. Thì sao nữa. Rất nhiều vàng đây, rải rác khắp mọi nơi luôn. Bắt đầu chạy nhanh hơn một chút rồi đấy. Quay xem nào, sao này. Né, né, né này. Né, 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 né. Đến cái khu không cây xanh tiếp. Hai bên đường toàn là cây rồi. Đây này, một chiếc mũ bảo hiểm ngon. Một chiếc mũ bảo hiểm dành cho Mami Tôm. Lên đây. Yeah. Một chiếc mũ bảo hiểm Pharaoh. Bức tượng nhân sư vậy. Rồi mình vừa xuống hầm và đến một khu khác. Đây là khu núi tuyết nha. Bay qua đây nào. Sao tiếp mày anh em. Tiếp tục sang đây nào. X hay điểm hay lắm. Mãi chưa ra rồi. Cái này nhờ, cái này hơi bị khó chặn ấy. X hay vàng này. Lên trên nóc tàu chạy nữa. Chất. Bay rồi. Lên
tiếp thế này. Ok, chúng ta quay trở lại với khu thành phố này rồi. Một đống vàng luôn. Tao ở nhà mình đã có 500 mấy thay vàng. Ui, sao này. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ chơi đại tướng tôm nha các bạn. Tiếp theo, chạy thôi. Lên trên nóc tàu này và đuổi theo một tên trồn ăn trộm vàng ở đây. Chúng ta đang chạy ở một thành phố buổi tối. Vừa vào mình đã nhận được một chiếc mũ bảo hiểm rồi. Ok đấy nhở. Lên trên này nào. Bay qua đây. Một chiếc mũ rồi dành cho đại tướng. Rất là chất luôn. Một chiếc mũ xịn sò. Né này. Vàng đống rồi. Đâu cũng có mà. Cứ đi dọc đường này con trốn nó rải rác vàng khắp mọi nơi rồi. Mình sẽ thu thập hết số vàng rồi lại. Đây nó đang nghỉ đằng trước kìa. Mày dám nghỉ ngơi đây mày. Chạy đây. Một quả pháo đây anh em. Qua đây nào. Một sao, hay lắm. Một cái 500 này. Xuống đây. X2 điểm, hay lắm. Sao này. Né, né. Thêm một sao nữa, hay. Đi xuống đường hầm đi nha anh em. Rất nhiều vàng luôn. Lên. Rất nhiều vàng luôn. Bay sang đây tiếp. Tụt xuống đây. Qua đây nào. Vàng không? Sao mà nhặt. Úi giời ơi vàng. Tiếp sang bên này nha. Lên nóc tàu lên anh em. Bay sang đây nào. Tiếp tục lên đây. Đây là một đống vàng luôn này. Rồi mình vừa xuống một đường hầm và chúng ta đến một khu khác này, khu bay à. Mình sẽ bay đây, và đây một đống vàng do con trốn nằm rơi ra, không thấy nó đâu cả. Hết 500 con vàng, phải tự chạy nhà thôi. X2 này. Rất nhiều sao luôn. Thêm một ngôi sao nữa này. Và đây là một chiếc 500. Bay qua đây. Một sao nữa. Sao thì không thể nào đếm hết được, tại vì đi đâu cũng có luôn vàng cũng vậy. Hơn 1.000 vàng các bạn. Úi giời ơi. Bay qua đây, nhặt x2 điểm đi. X2 vàng tiếp này. Ui giời ơi, một quả mìn. Lượn qua đây. Đấy, một hát nước luôn. Chúng ta đang bay ở mấy cái hẻm túi này. Có khinh khí cầu này. Lên. Ok, chúng ta quay trở về với đất liền đó nha. Rồi, về đây nhà tới x2 vàng luôn. Lướt quay tiếp. Một đường hầm nữa à? Xuống đây luôn nha anh em. Nằm trăm mút vàng. Sao view. 500 mút vàng. Bay tiếp xong rồi. Nhiều vàng phết. Rồi và tên trồn đang nghỉ ngơi này. 150 vàng xin luôn. Một chiếc 500 tiếp. Hay lắm. Hai cái 500 liên tục luôn. Cho một cái máy bay hay là cái x2 vàng có phải ngon hơn không. Thêm một cái sao biển này. Sao biển tiếp này thao mà nhặt nha. Bay qua đây. Một chiếc mũ bảo hiểm tiếp, tuyệt vời. Cái mũ bảo hiểm mình sẽ rất là an toàn luôn. Đi xuống đường hầm đây. Hai hộp nhặt vàng. Lên đây nào. Ôi no. Mình bị đập đầu ô tô, may là có mũ bảo hiểm ấy. Có mũ bảo hiểm nên không bị làm sao phát đó. Qua đây nào. Đây một chiếc mũ nữa, không thể bỏ lỡ được. Chiếc mũ như này sẽ bảo vệ an toàn. Đập vào đâu như vừa lấy thì còn không bị làm sao. 500 mút vàng này. Qua đây đi. Qua đây tiếp. Úi ở vẫn qua không thấy à. Đập vào đây dọn đường luôn. Đằng nào mũ cũng sắp hết rồi.
Ok, chúng ta lên quả thành phố rồi nha. Đây là gì? Ôi. Rồi anh em, tiếp theo mình sẽ chơi Santa Tôm nha. Bắt đầu chạy thôi. Chạy để cho một tên trồn nó trộm vàng. Nào, chúng ta mới vào kiếm một quả bùa hiểm rồi. Tuyệt vời chưa? Né này, tuổi dê. Lên đây, bùa bảo hiểm với chiếc sừng tuần lộc rất là đẹp. Bay qua đây, toàn chạy nóc của tôi. Chạy nóc của tôi an toàn. Sang đây nào. Rồi, tên trồn nó đã nghỉ ngơi đây và làm rơi 150 vàng nha anh em. Rời để cho nó thế mà. Nó chạy khá là nhanh. Phía trước là một đường hầm, đi qua đường hầm này sẽ đến khu khác nha. Rồi, trời đã sáng rồi anh em này. Tiếp xong rồi. Lên thêm một sao này. Chúng ta đến khu rừng khi mà vào đường hầm kia. Một khu rừng rậm rạp. Một cái hai vàng này. Không phải bỏ lỡ những món đồ xịn sò được. Thêm một chiếc nâm châm nút vàng nữa. Rồi mình có một quả combo nhặt vàng rồi. Bay qua đây tiếp. Lên đây nào. Rất là nhiều vàng luôn anh em. Đây rồi, một ngôi sao, hay á. Tiếp một ngôi sao nữa này. Piu, piu piu piu. Đây là một chiếc nâm châm này, ngon. Rồi, quay trở lại thành phố rồi nha. Đây, con trốn lại nghỉ ngơi đây tiếp. Lần này nó đánh rơi 200 vàng, nhiều hơn lần trước, 50 vàng luôn. Xuống ngầm này, chạy đường tắt để đuổi nó. Tiếp tục đến một khu khác. Lên. Vàng này hơi nhiều luôn. Bay xong rồi. Lên lóc tàu nhặt vàng nào. Ngôi sao này ngon. X2 điểm. Có X2 điểm chúng ta lên X300 điểm luôn. Điểm tăng rất nhanh. Né né. Ui giời bay ơi. Lên. Nhảy chút xong đây nào. Điểm chạy nhiều bom luôn anh em ạ. Quy. Mình đang chạy một khu công viên rồi. Hai bây giờ toàn là cây xanh thôi. Đi xuống cả đường hầm đấy nha anh em. Nhảy lên. Sao ạ? Một chiếc mút tuần lộc tuyệt vời. 200 vàng ngon. Úi dồi, mày quá, quả đấy nhặt 200 vàng không nhìn thấy đường, tí toang. Tiếp bay lên đây nào. Nhảy qua đây. X2 điểm này, tuyệt vời chưa. Nhảy qua đây nào. Lên đây nào. Bay qua đây. Quá tuyệt vời luôn. Bay qua đây. Biu. X2 vàng nhá. Ui, máy bay này. Càng ngày chạy càng nhanh rồi anh em ạ. Phải cẩn thận nếu mà không muốn bị vỡ mặt rồi. 42 cái sao biển rồi. Vẫn đang tăng lên. Vàng thì hơn 2.000 vàng rồi. Santa Tôm vẫn đang chạy. Ở đâu đây đang bay chứ nhở. Vẫn chưa thấy đất liền à. Ui trời ơi. Đây rồi. Vào khu đất liền thôi. Tiếp tục chạy ở đây. Và mình có nhặt được một cái X2 vàng. Ý toàn. Lên đây nào. Bay ra đây. Sao rất là nhiều luôn. Một đống vàng luôn nha anh em. Bên này là sao biển này. Và một chiếc ô tô màu xanh, ô tô màu đỏ này. Ô tô màu vàng, ô tô màu trắng, ô tô màu tím. Các kiểu là điều luôn. Lại đến khu công viên. Xuống dưới đường hầm đi. Và mình sẽ đến khu miền viên Tây. Nhặt được 2 cái X2 vàng cùng lúc. Đang gói X2 vàng nên tranh thủ nhặt thật là nhiều vàng mà.
hơn 3.000 vàng rồi nhá, quá ngon luôn. Đây là một chiếc nấm châm hút vàng và một cái mũ bảo hiểm tuần lộc với hai chiếc sừng, với hai chiếc sừng của Nai Sinh Tấm. Xuống đường hầm tiếp, lại đến một khu núi tuyết. Ây da, lên đây sao rồi, tiếp tục sang đây vàng đống luôn, thao hồng nhặt nữa. Một trăm vàng ngon. Túi tuyết, ôi ôi ôi, mấy quả bóng tuyết này nhiều vậy, lặn ở đâu đến đây nhiều này. Thêm một chiếc nấm châm nữa nha. Sao hay lắm, 65 cái sao rồi. Gần 4.000 vàng, mình sẽ cố gắng kiếm 4.000 vàng. Ok, quay trở lại thành phố rồi anh em này. Ấy à, né này.